Xin nồng nhiệt chào đón tất cả các anh chị. Mình là Kim Hằng đến từ phòng huấn luyện của Amway Việt Nam. Ngày hôm nay sẽ có cơ hội chia sẻ với các anh chị về giải pháp Nutrilite giúp tăng cường sức đề kháng. Anh chị thân mến, có thể nói bệnh và tật phát sinh từ sự suy yếu của sức đề kháng ở trong cơ thể của chúng ta. Và như bác sĩ Tường Vi cũng đã có chia sẻ, sức đề kháng chính là khả năng chống lại sự xâm nhập của các yếu tố có hại từ bên ngoài cũng như là ở bên trong cơ thể của chúng ta. Và sức đề kháng tốt đồng nghĩa với việc hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả. Và nói một cách nôm na, hệ miễn dịch được ví như là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng của một quốc gia giúp chúng ta chống thù trong và giặc ngoài để bảo vệ cơ thể. Vì vậy, việc tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch sẽ giúp con người chúng ta phòng tránh và chống chọi được với bệnh tật, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Tường Vi cũng đã chia sẻ cho chúng ta các nguyên tắc giúp tăng cường sức đề kháng, chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch cơ thể của mình như là thực hiện một lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, stress, áp dụng chế độ ăn cân đối dinh dưỡng, đầy đủ các dưỡng chất đa lượng, vi lượng, dưỡng chất thực vật và bổ sung lợi khuẩn probiotic. Và trong hành trình chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp phải một số những cái rào cản đến từ công việc, cuộc sống, khiến cho chúng ta khó lòng cung cấp được đầy đủ các chất dinh dưỡng như chúng ta mong muốn. Và hãy yên tâm rằng đã có Nutrilite luôn đồng hành cùng các anh chị với bộ sản phẩm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, bao gồm hai sản phẩm. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Và ngày hôm nay, Hằng sẽ có cơ hội chia sẻ đến các anh chị các đặc điểm nổi bật của hai sản phẩm này, cũng như lý do tại sao hai sản phẩm này lại có mặt trong bộ sản phẩm khuyến nghị tăng cường sức đề kháng của Nutrilite các anh chị nhé. Đầu tiên, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X. Đây là sản phẩm nổi trội nhất trong các dòng sản phẩm của Nutrilite với một khẩu hiệu vô cùng ấn tượng, đó chính là kích hoạt phòng vệ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Sản phẩm có công thức đột phá giúp cung cấp cho cơ thể chúng ta đa dưỡng chất, bao gồm 12 vitamin, 10 khoáng chất và cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật đến từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc. Đặc biệt, sản phẩm có chứa hỗn hợp độc quyền Phytoprotect bao gồm nghệ, hương thảo, đậu Fava Dianta giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giảm lão hóa. Vậy lý do tại sao thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X lại có mặt trong bộ giải pháp sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch của chúng ta? Chúng ta hãy cùng phân tích thành phần có trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X sẽ chứa các cái dưỡng chất vi lượng bao gồm 12 vitamin như là vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin C và 8 vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12. Và sản phẩm có chứa 10 khoáng chất bao gồm canxi, sắt, iốt, magie, kẽm, selen, đồng, mangan, chrome và molybden. Như bác Vi cũng đã chia sẻ, vitamin và khoáng chất có những vai trò quan trọng đối với sự phát triển, duy trì các chức năng trong cơ thể. Và đây là những nguyên vật liệu cấu trúc nên tế bào, chuyển hóa các enzyme phản ứng trong tế bào và là thành phần không thể thiếu được đối với sự phát triển của tế bào nói riêng và của cơ thể nói chung. Nếu thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch. Và các anh chị hãy nhớ đến bộ 3 vitamin nòng cốt tốt cho hệ miễn dịch, đó chính là vitamin A, vitamin D3 và vitamin C. Vậy vai trò của các vitamin nòng cốt này đối với hệ miễn dịch của chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy cùng điểm qua lại một chút nhé. Với vitamin A thì đây là một cái vitamin A sẽ giúp duy trì sự toàn vẹn về cấu trúc tế bào niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa, sẽ giúp ngăn ngừa các vi sinh vật có hại xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Còn vitamin D3 thì sao? Vitamin D3 chính là chìa khóa chính trong hệ miễn dịch, bởi vì vitamin D3 sẽ giúp điều hòa hơn 600 gen trong cơ thể, mà hầu hết những cái gen này liên quan đến hoạt động của bạch cầu lympho. Đây là một loại tế bào miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là vitamin C. Đây là một cái vitamin rất nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, giúp hỗ trợ cho hệ miễn dịch công kích vi khuẩn và virus có hại. Và vitamin C cũng giúp cơ thể tạo ra được interferon. Đây là một cái loại protein ngăn không cho virus phát triển trong cơ thể của chúng ta.
Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường sản xuất glutathione. Đây là một loại các protein trong cơ thể giúp tăng cường chức năng thải độc và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Còn về khoáng chất thì sao? Có 3 khoáng chất nổi trội tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch, đó chính là selen, sắt, kẽm. Selen là một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp tăng cường khả năng chống nhiễm trùng cho cơ thể. Còn sắt và kẽm thì giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Và anh chị thân mến, anh chị cũng thấy rằng các vitamin khoáng chất nòng cốt hỗ trợ cho sức khỏe hệ miễn dịch, giúp tăng cường sức đề kháng như bộ ba vitamin A, D, 3, C và bộ ba khoáng chất như selen, sắt, kẽm đều có mặt trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X. Và không dừng lại ở đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X còn chứa thành phần độc đáo giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đó chính là dưỡng chất thực vật cân bằng 5 màu sắc đến từ 22 loại trái cây, rau, củ quả và thảo mộc. Hãy cùng điểm qua các loại thực vật có trong sản phẩm Double X là gì. Với màu trắng sẽ đến từ đậu fava dianta và hành tây. Màu cam sẽ đến từ cam, bưởi, chanh, quýt, nghệ và cúc vạn thọ. Màu đỏ sẽ đến từ acelora cherry và cà chua. Màu tím đến từ nho, lý chu đen, tiếp cúc thảo và việt quất. Và màu xanh đến từ cỏ linh lăng, cải son, rau mùi tây, cải bó xôi, hương thảo, đậu nành, bạc hà và tảo bẹ. Như bác sĩ Vy cũng đã chia sẻ với chúng ta, cơ thể chúng ta với các nguyên nhân về nội sinh và ngoại sinh sẽ sản sinh ra rất nhiều các gốc tự do ở trong cơ thể. Và khi quá nhiều gốc tự do dư thừa ở trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng stress oxy hóa và cuối cùng làm cho cơ thể của chúng ta bị lão hóa và gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Đối với hệ miễn dịch, tình trạng stress oxy hóa sẽ gây tổn hại các tế bào miễn dịch, khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động không được hiệu quả. Và dưỡng chất thực vật với đặc tính là chất chống oxy hóa sẽ giúp dọn dẹp và trung hòa các gốc tự do dư thừa ở trong cơ thể, đồng thời giúp bảo vệ màng tế bào của các tế bào miễn dịch, giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta được hoạt động một cách tối ưu. Vậy là các anh chị đã nắm bắt được lý do tại sao thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X lại có mặt trong gói giải pháp tăng cường sức đề kháng của Nutrilite. Bên cạnh công dụng tăng cường sức đề kháng, với sự kết hợp của 12 vitamin, 10 khoáng chất và cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc đã giúp cho sản phẩm Nutrilite Double X còn mang lại các công dụng khác như hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa và giảm lão hóa. Và sản phẩm Nutrilite Double X sẽ bao gồm 3 gói, đó là gói đa vitamin màu vàng, gói đa khoáng chất màu bạc và gói dưỡng chất thực vật màu xanh lá cây. Và cách sử dụng sản phẩm sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần uống mỗi loại 1 viên cùng với lại bữa ăn. Ai sẽ là người nên dùng sản phẩm Nutrilite Double X? Đó chính là những đối tượng có tuổi từ 12 tuổi trở lên. Và sản phẩm tiếp theo giúp tăng cường sức đề kháng đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Đây là sản phẩm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng. Vậy tại sao lại có mối liên hệ với sức khỏe tiêu hóa và hệ miễn dịch? Hệ thống miễn dịch trong cơ thể của chúng ta có một cơ chế giúp phân biệt các chất tốt và chất xấu xâm nhập vào trong cơ thể. Các chất tốt mà hệ miễn dịch cho phép vào trong cơ thể của chúng ta đó chính là các chất dinh dưỡng đơn. Đó là các chất dinh dưỡng sau khi trải qua quá trình tiêu hóa thức ăn như axit amin, đường gluco, các axit béo, các vitamin, khoáng chất v.v. Còn những chất xấu như những thức ăn không được tiêu hóa triệt để hay là các vi sinh vật sẽ không được hệ miễn dịch đưa vào trong cơ thể. Và chẳng may, nếu như hàng rào bảo vệ đường ruột của chúng ta bị rò rỉ, bị tổn thương, thì các chất xấu này sẽ vượt qua được hàng rào bảo vệ đường ruột, tiến vào trong cơ thể của chúng ta. Và lúc này đây, ngay lập tức, các tế bào miễn dịch ở niêm mạc ruột sẽ liên kết, phối hợp hoạt động để tấn công các tác nhân gây bệnh, bảo vệ phần bên trong của đường tiêu hóa và thành ruột của chúng ta. Và đây chính là cái chức năng chính mà khiến cho 70% tế bào hệ thống miễn dịch nằm ở đường ruột. Và tất nhiên, khi mà các chất xấu xâm nhập vào cơ thể của chúng ta quá mức, đánh bại hệ miễn dịch của chúng ta, thì khi đó sẽ gây nên những vấn đề cho sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì vậy, để tăng cường sức khỏe đề kháng, chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch, thì bảo vệ đường ruột là ưu tiên hàng đầu của cơ thể. Điều này không chỉ bởi vì đường ruột đảm nhiệm các chức năng của hệ tiêu hóa, mà đường ruột còn đóng vai trò rất lớn trong chức năng miễn dịch tổng thể của cơ thể.
trong cơ thể của chúng ta có hệ vi sinh vật đường ruột, bao gồm các vi sinh vật có lợi hay còn gọi là lợi khuẩn, hay còn có một tên gọi khác đó chính là probiotic, và các vi sinh vật có hại hay còn gọi là hại khuẩn. Các vi sinh vật có lợi sẽ giúp cải thiện về tiêu hóa và cạnh tranh với vi sinh vật có hại về không gian sống và các chất dinh dưỡng, ngăn ngừa các mầm bệnh ứ đọng ở trong đường ruột của chúng ta. Và các vi sinh vật có lợi này sẽ giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và tăng cường hoạt động hiệu quả của các tế bào miễn dịch, ngăn không cho mầm bệnh xâm nhập vào trong cơ thể. Và đây chính là lý do để có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, chúng ta cần phải duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, đó chính là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Và với cuộc sống năng động và bận rộn như hiện nay, sẽ có rất nhiều yếu tố khiến cho gây mất cân bằng, rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, làm suy giảm sức khỏe hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, như chế độ ăn nghèo dinh dưỡng, chúng ta thường xuyên căng thẳng, uống rượu bia quá mức hay lạm dụng kháng sinh, mất ngủ kéo dài, lão hóa bị nhiễm khuẩn, v.v. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotics sẽ giúp phục hồi và duy trì cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Vậy đâu chính là các đặc điểm nổi bật của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotics? Sản phẩm Nutrilite Probiotics có chứa thành phần bao gồm hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium animalis lactis HN019, Lactobacillus paracaceae LBC37 và Bifidobacterium animalis lactis BL04. Và trong hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn này, có 2 chủng lợi khuẩn đặc biệt được nghiên cứu kỹ lưỡng và chứng minh lâm sàng tốt cho sức khỏe miễn dịch và tiêu hóa. Đó chính là Bifidobacterium animalis lactis HN019 và Lactobacillus acidophilus NCFM. 3 chủng còn lại sẽ giúp củng cố các lợi ích miễn dịch và tiêu hóa cho 2 chủng đặc biệt ở trên. Ngoài ra, trong mỗi gói sản phẩm Nutrilite Probiotics còn có chứa 1 gam chất xơ prebiotic inulin được chiết xuất từ rễ cây giúp săn châu Âu. Inulin có ở trong sản phẩm Nutrilite Probiotics kết hợp với các chất xơ có trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta sẽ giúp cung cấp thức ăn và nuôi sống lợi khuẩn đường ruột. Inulin là một trong những chất xơ prebiotic được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều minh chứng khoa học. Sản phẩm Nutrilite Probiotics có một cái vị ngọt nhẹ. Đây chính là vị ngọt đến từ inulin. Và sản phẩm được khuyến cáo bảo quản nơi khô, mát, dưới 25 độ C. Trong điều kiện bảo quản được đề xuất, lượng lợi khuẩn còn lại trong mỗi gói sản phẩm vào ngày hết hạn là 6,3 tỷ CFU. Nghĩa là một gói sản phẩm Nutrilite Probiotics sẽ giúp cung cấp cho cơ thể của chúng ta 6,3 tỷ lợi khuẩn sống, mang lại các lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là lợi ích về tiêu hóa và miễn dịch. Vậy 5 chủng lợi khuẩn này có gì đặc biệt? Ưu điểm nổi bật của 5 chủng lợi khuẩn này chính là khả năng chịu được axit và các enzyme của dạ dày và tụy, chịu được muối mật ở trong đường ruột. Chính vì vậy, 5 chủng lợi khuẩn này sẽ dễ dàng đi qua được dạ dày, tiến đến ruột, sống sót khi đến ruột, bám dính vào đường ruột, cư trú và phát triển tăng sinh ở ruột. Thêm vào đó, 5 chủng lợi khuẩn này còn giúp giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh bằng cách tiết ra các chất kháng khuẩn và cạnh tranh bám dính vào thành ruột cũng như sử dụng các chất dinh dưỡng, từ đó tạo ra các lợi ích cho người dùng. Và với các thành phần nổi bật như trên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotics sẽ mang đến các công dụng đó chính là hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Vậy thì ai sẽ là những người cần nên sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotics? Đó chính là những người có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn, đặc biệt là những người bị rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa hay tiêu hóa kém. Và để sử dụng sản phẩm Nutrilite Probiotics, chúng ta sử dụng một lần mỗi ngày và mỗi lần sử dụng từ 1 cho tới 2 gói. Và sản phẩm có thể ăn trực tiếp bằng cách rắc lên trên lưỡi hoặc có thể trộn cùng với các thực phẩm lạnh khác như là ngũ cốc hoặc sữa chua hoặc các đồ uống lạnh không có ga. Và lưu ý là chúng ta tránh dùng với các thức ăn hoặc các đồ uống nóng. Và để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng một gói mỗi ngày và từ 1 cho tới 2 gói hàng ngày khi mà chúng ta có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn cao hơn. Như vậy,
Chúng ta đã hiểu được lý do tại sao bộ sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng mà công ty Amway đang khuyến nghị cho tất cả các anh chị. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Hãy cùng điểm qua các thành phần chính có trong bộ giải pháp này nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X sẽ chứa 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất thực vật cân bằng 5 màu sắc đến từ 22 loại trái cây, rau củ, thảo mộc. Và mỗi gói thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic sẽ chứa 6,3 tỷ hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn, trong đó có 2 chủng lợi khuẩn được nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu cho thấy được cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Ngoài ra, trong sản phẩm Nutrilite Probiotic, mỗi gói sản phẩm còn có chứa thêm 1 gram chất xơ prebiotic inulin là thức ăn giúp nuôi sống lợi khuẩn, sẽ giúp cho chúng ta thiết lập lại sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột chúng ta được hiệu quả. Và với các thành phần độc đáo này, sự kết hợp của hai sản phẩm Nutrilite Double X và Nutrilite Probiotic sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta một cách tối ưu. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.